Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 hết sức phức tạp và nguy hiểm, chính vì vậy, dự đoán năm 2021, ngành du lịch của cả nước nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng đối mặt với rất nhiều khó khăn. Theo thống kê, trong năm 2020, lượng khách du lịch đến tỉnh Tiền Giang chỉ có 748.000 lượt người, đạt 34% so với kế hoạch, giảm trên 63% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đến du lịch tại Tiền Giang chỉ có gần 99.000 lượt người, đạt 11% so với kế hoạch và giảm tới gần 85% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch đến Tiền Giang giảm mạnh, từ đó doanh thu của toàn ngành du lịch lữ hành, lưu trú, ăn uống cũng thấp, chỉ đạt trên 5.800 tỷ đồng. Trong đó, dịch vụ lưu trú ăn uống chiếm phần lớn doanh thu là 99,5% và ngành lữ hành du lịch chỉ chiếm 0,5%. Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp. Khách quốc tế hiện chưa được nhập cảnh du lịch bình thường. Tình hình dịch bệnh trong nước mặc dù đã kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm cũng rất cao. Bên cạnh đó, tâm lý tham quan du lịch của người dân còn e ngại. Chính vì vậy, trong năm 2021, dự đoán ngành du lịch Tiền Giang vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Thank you.